với Sầu Ca với Lương Sài Gòn qua Sóc Trăng sang Tô Hú nha anh em. Thì tại vì anh em mình đang ở trên phà Đại Ngãi anh em. Hello anh. Đây ba anh em mình qua Sóc Trăng. Qua bên Tính với anh Trung anh em ơi. Đây mát dữ à. Để xem có gì mình sẽ quay cho anh em xem nha anh em. Đây anh em mình đang trên phà. Anh em mình qua cái phà nữa mới lên được đất liền anh em ơi. Quá đã luôn. Thấy cái lon không? Cũng về lấy các chị cũng cái lon rồi. Sao cao bắn cua ngói anh em ơi. Ôm bi á dạ. Thì đó thấy nó bay không nổi luôn kìa. Bay lúc ra làm sao rồi? Băng lúc bển rồi. Thấy rồi, thấy rồi. Rớt kìa, rớt kìa. Nghe bên này mới thấy cái ức cả trời. Mới tính vương ra à. Lực hạ anh em ơi. À, dữ trời. Trời ơi siro. Bắn ghê trời. Mới lớn nè. Tiếp anh em ơi. Lưng bắn ghê chạy, mới thấy cái ức mới tính vương ra. Nghe bọc liền đúng không? Nó đang đứng.
gớt gớt nha ơi. Một đứa anh em ơi. Ôi là trời. Ôi ôi con này con heo cái gì rồi anh em ơi. Ôi trời anh em ơi. Trời ơi nè anh em ơi. Nó trắng phiếu luôn nè anh em. Trời ơi nó đã. Đây nó mới kêu nữa anh em ơi. Nó đã anh em ơi. Tiếp anh em ơi. Một viên nữa anh em. Trời ơi trời. Trời ơi nó bay kìa. Ôi zombie luôn anh em ơi. Tiếp dữ vậy. Thấy tôi hú quá trời bự anh em ơi. Đây nè, đây nè, đây nè. Bay đi đâu được. Cho nó ngổm đi. Trời ơi, đây nó bột. Trời ơi. Xong rồi, xong rồi. Ú la trời. Kiếm cái cây anh ơi. Kiếm cái cây. Cầu bỏ rồi anh em ơi. Rửa đi. Rửa quá. Đem ra xong rửa. Rửa cho nó quắp em hả gì? Trời ơi. Trời. Nè. Bự nó bự. Vuốt nó kìa. Rồi đi. Đi ngay đi. Rồi đi. Ra anh ơi. Rồi, anh Lương hạ anh em ơi. Tiếp anh em ơi. Sầu ca hẹ con chim săn anh em. Nên lưng vô trống lượm hẹ đi không bịp nữa. Ghê chạy. Nó rồi như thế mà. Dí nó tự bên kia qua. Ghê chạy. Con này nghe nói anh bắn xa lắm hả? Ừ. Bịp. Đâu cái áo mà. Cái táo. Cái táo. Bé thọt qua hàng rào á. Bộ té té mưa nó dưỡng nhẹ vậy. Đâu thôi. Rồi tiếp. Ghê chạy. Bộ quá chị mời ơi. Thấy bắn không? Ăn cho canh cũng một con anh em ơi. Còn có rồi, máy bán gì trời. Bay cái gì vậy? Bay rồi. Rớt nghèo cái bịch luôn á. Chú ơi cho con lượm con chim với chú. Đâu? Ủa? Ê. Đâu? Rồi. Hai con sáo trời ơi. Hai con sáo chứ không phải hai con cua anh em ơi. Rồi tiếp anh em ơi. Con kia con kia. Anh sầu ca bắn trúng cái giò hay gì vậy? Rồi xong xiên táo. Bóc. Chuột anh em ơi. Chạy rồi. Cậu chạy luôn hả? Ừ, chú bụng chạy rồi. Ủa ngay táo gì mà? Chú bụng. Ôi trời. Bỏ đi. Cái ổ đây nè anh em. Nãy nó chạy đâu bên đây chạy qua nè. Nó dưới nhánh này nè. Đâu dưới. Ờ.
bé đây. Năm viên. Trời ơi, trời nghe cái đâu. Tiếp. Ngay đầu này rớt. Rồi nó rớt kìa. Ok kìa. Như tên lửa Triều Tiên. Chết rồi chứ. Chứ đừng rụm nữa. Trời ơi, em bắn sớt cái đầu trời. Em bắn sớt cái đầu luôn anh thấy. Ngay chân mày. Sớt chân mày. Sớt chân mày trời. Ok, cũng dở làm ghê. Ok, sớt chân mày chứ bộ. Con này như là nghe vô. Ủa nó rớt chỗ nào vậy anh? Có ông môn nó quýnh về mẹ nhà không nhận ra là không cho vô nhà luôn đó. Ê em thấy có siro kìa. Nhưng mà nó rớt chỗ nào? Siro trên trên tàu vừa đó. Thấy chưa? Ừ. Mà nó nằm đâu không thấy trời. Chứ sợ mà. Chú lẽ nó lết. Nó lết đâu? Thật sự lết được. Ủa? Nó chìa dưới nước. Nhậm quá nè. Cái gì nằm gầm á. Không có lết nổi. Mắng rất trực diện mà. Cái hả? Ừ. Hay vậy? Mắng rất cái này. Ý gì giống động giống vậy? Tu hú nó kêu ơi sau lưng mình kìa. Từ từ nó qua cái gì? Ngày hôm qua, ngày qua. Ủa? Xàm xí đú vậy? Mất tiêu anh em ơi. Rất tuyệt diễn luôn mày. Để em coi nhảy nó nhánh nào. Hoàng kiếm không bìm bìm nãy giờ. Rớt xuống luôn. Trời. Lộn mèo luôn. Lộn mèo đó hả? Ừ. Lộn xuống. Ba chụp tay lôi lên. Trời, báo. Ướt hẹp luôn. Ủa sao không? Cái điện thoại đâu vậy? Rồi nè. Ủa không, đem ra. Rồi trong nước. Rồi này không sao. iPhone 13, 14 chạy. Quá tụi lộn luôn. Bỏ anh Sầu ơi. Mất luôn rồi anh em ơi. Lượm được con ếch. Hết bị chán luôn. Rồi thay dây luôn đi. Để đập tay á. Đang đi thì gặp thổ địa trần đề luôn em. Hello anh. Hello. Nhiều chưa, nhiều chưa? Hả? Nhiều chưa? Mấy tròn này mắc mưa ngồi đó mấy tiếng ngồi. Bài em cũng mắc mưa quá trời. Đây qua đây bắn gặp thổ địa luôn anh em ơi. Nãy có anh Ba Báo với anh Sang qua sau nữa anh em. Anh chạy đâu quá anh sao anh em. Sớm giờ anh cũng tẻ ra với anh Sang anh bắn. Chưa kịp review. Mấy anh em mình chia tem. Rồi đang định câu gì đây vậy? Kinh con chú uống. Ôi cái gì vậy? Hello anh. Trời trời. Hello anh. Yeah, anh tính anh em ơi. Quả của tem thuộc địa anh em. Ôi hơi bị nhiều nghe. Hình như có cu trong đây nhóc hay gì nè. Cu có mấy con nè. Rồi hello mọi người. Hai bếp gì trời. Có cò nè, lông trắng có cò nè. Con bẹp đó kìa. Bẹp nữa, quá trời luôn. Hello anh. Đến ba. Dạ dạ. Ba bá chạy. Thôi, tiếp đi. Bìm bẹp. Trung bắn được bìm bẹp anh em ơi. Trời trời. Trời ơi, tưởng đông tu hú trời. Bẹp em mới chạy lỡ đó chứ hú dễ anh chạy. Tưởng đâu tôi hú sát bên luôn. Không có chạy đâu tôi hú sao dám chạy vậy. Tiếp anh em ơi.
dưới đó nghe. Nghe nè, đó là bạn nghe nè. Bếp bên bài. Lọt á, lên lọt đi á. Nghe nè anh em. Tôi nhiều người dưới. Đó anh em. Ê, ê. Nghe thấy gì chưa? Đủ là trời. Sạch sạch. Sát bờ vậy. Quá nó bay lên em không thấy luôn. Nó cản cái này em không thấy. À, làm như AK gì vậy trời. Sạch 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 sạch. Thì coi vậy. Quá trời luôn, nguyên bầy nã vô anh em. Để coi. Cứu gà. Đó. Mình đâu có thấy đâu. Thấy nhúc nhích vừa đứng im đi. Chạch. Ghê trời. Bắn như là AK vậy trời ơi. Bắn vậy mà không vô viên nào vậy trời. Thấy ra. Lưng bắn kẹo bẻo nha anh em. Lộng rồi kìa. Anh em ơi, thì sau một buổi đi săn của mấy anh em tụi mình thì giờ gặp nhau cái gom lại review luôn anh em ơi. Này cái bọc này của tem mình anh em. Sắp sửa ai coi chi vô quá trời vậy. Trời ơi, úp nó xuống. Chạy cho đảo rồi kìa. Sáng. Chạy nó mấy đảo à. Còn một bịch của anh Ba nữa anh em ơi. Quá trời luôn. Ghê vậy trời. Ghê vậy anh lưng mấy hạng con nữa, hai con luôn. Trời đúng cả hai cái con lắm trời. Quá vip anh em ơi. Đi quá trời. Còn bịch của anh Ba nữa. To luôn. Sắp đàng hoàng rồi đi. Bốn mềm bẹp luôn. Bên anh Ba hình như có con mềm bẹp nữa gì á. Quá trời treo bẻo kìa. Không. Đi săn với mấy em súc chăn người ba báo nhè ăn gì ở cái đen này tất cả sao vậy của anh ba báo đâu không đem gà còn tươi thì cho nó ấy đi bảy một cánh trùng đang điểm đấm chim kéo cánh nè đầu anh ba ơi nó la tới chiều luôn không nổ đâu anh ba ơi. Quá trời này còn nữa, còn nữa. Trời ơi. Đang quay. Hàng tươi không? Quên bà hai con tu hú đó hả? Ba con. Bốn con. Trời. Bốn con. Còn đó con tu hú tơ đó. Quá trời anh em ơi. Quá lẻ luôn anh em ơi. Vậy sao ăn hết trời. Quá tay rồi. Quá trời anh em ơi. Đâu anh em? Đâu à? 5 con mì đẹp. Quá tay đóng chim luôn. Tiếp vậy. Nay mình gặp tem cái mình gom lại cũng đông anh em ơi. Quá trời chim rồi. Chia cả 3 tem nha anh em. 3 tem gom lại. Rồi anh em ơi. Anh em xem clip có vui thì cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Còn anh em có mua hàng ủng hộ mình thì anh em liên hệ số điện thoại mình để trên góc trái màn hình nha anh em. Hẹn anh em ở clip tiếp theo nha. Clip dài này.